Một diễn biến mới của dịch COVID-19, thưa quý vị, biến thể phụ BA.5 của biến chủng Omicron vừa xâm nhập vào Việt Nam, được cho là lây lan nhanh hơn, thế nhưng vẫn chưa rõ có gây bệnh nặng hơn hay không. Tuy nhiên, một điểm khiến cho nhiều người quan tâm là BA.5 có thể gây bệnh ở người từng nhiễm các biến thể Omicron trước đó. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, sự tiến hóa của SARS-CoV-2 qua năm đợt dịch xảy ra ở nước ta trong gần 3 năm vừa rồi cho thấy, virus này thay đổi nhiều biến chủng khó lường, từ Alpha, Delta, Omicron và năm biến thể phụ của Omicron. Hiện biến thể phụ BA.5 của Omicron đã xâm nhập vào Việt Nam và có thể lấn át biến thể phụ cũ BA.2 đang chiếm ưu thế ở nước ta. Theo Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng, các biến thể phụ BA.4 và BA.5 của chủng Omicron đe dọa gây ra một làn sóng mắc COVID-19 mới. Hai biến thể phụ này đã được phát hiện ở hơn 60 quốc gia. Ở một số quốc gia, sự gia tăng các trường hợp mắc cũng dẫn đến sự gia tăng nhập viện và cần chăm sóc tích cực. Một nghiên cứu phát hiện ra rằng các kháng thể chống lại các biến thể phụ mới kém hiệu quả hơn vài lần so với các kháng thể chống lại chủng Omicron ban đầu, và kháng thể được tạo ra do tiêm vaccine hiệu quả hơn so với kháng thể được tạo ra từ những người chỉ mắc bệnh.